Vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, cả nước Nga sẽ kỷ niệm 77 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Sự kiện chính vẫn là lễ duyệt binh của các thiết bị quân sự và các quân nhân sẽ được tổ chức trên quảng trường đỏ ở Moscow. Đại diện của các binh chủng quân đội và các trường quân sự, các thiết bị quân sự và phụ trợ, cũng như không quân sẽ tham gia lễ duyệt binh. Tổng thống Vladimir Putin đã gọi ngày 9 tháng 5 là ngày lễ chính và gợi lại giá trị ký ức của những người tham gia sự kiện trong những năm tháng rực lửa đó. Quân đội Nga đang chuẩn bị cho lễ duyệt binh diễn ra vào ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ. Các buổi diễn tập duyệt binh được diễn ra tại bãi tập ở làng Alabino, vùng ngoại ô Moscow. Tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow có cùng kích thước với quảng trường đỏ, đã diễn ra các buổi tập luyện duyệt binh chiến thắng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại lễ duyệt binh năm nay, trên quảng trường đỏ thủ đô Moscow sẽ có sự tham dự của 11.000 quân nhân và hơn 200 đơn vị kỹ thuật quân sự, trong đó có 77 máy bay và trực thăng tượng trưng cho kỷ niệm lần thứ 77 chiến thắng phát xít. Học sinh của các trường Suvorov và Nakhimov, quân đoàn thiếu sinh quân, các thành viên của phong trào quân đội trẻ cũng tham gia tập luyện. Trong thành phần của đoàn xe cơ giới là xe tăng an ninh cao Typhoon, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, BMP-3 và xe chiến đấu bộ binh Kuganet-25, xe tăng T-72 BZM, T-90M mệnh danh đột phá và xe tăng T-14 Amata, tổ hợp tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander-1, cũng như nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt Tornado V. Ngoài ra, đoàn xe còn có các hệ thống phòng không TOC-M2, BUC-MZ và S-400 Tzium. Lễ tổng duyệt kỷ niệm 77 năm chiến thắng trên quảng trường đỏ sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 5. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, trong năm 2022, ngày 9 tháng 5 sẽ được tổ chức tại Nga theo cách giống như mọi năm. Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc diễu binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại sẽ được tổ chức tại 28 thành phố của Nga, còn vào 22 giờ tối ngày 9 tháng 5 sẽ bắn pháo hoa tại các thành phố. Cũng theo TASS, đại diện cho không quân tham gia duyệt binh, lần đầu tiên có sự xuất hiện của 8 máy bay chiến đấu MiG-29SMT, bay theo đội hình chữ Z, đã trở thành biểu tượng của một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các đơn vị không quân tham gia duyệt binh sẽ gồm 15 trực thăng, 62 máy bay các loại. Phần duyệt binh trên không sẽ được mở đầu bằng máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26, được hộ tống bởi trực thăng tấn công Mi-24. Theo sau đó là các nhóm trực thăng K-52, Mi-28N, Mi-8 và Mi-24. Tham gia còn có máy bay vận tải IL-76, các máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3 và máy bay tiếp dầu trên không IL-78. Đội hình chiến đấu cơ sẽ gồm tiêm kích tàng hình Su-57, tiêm kích đa năng Su-35, Su-30SM, tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31BM, tiêm kích bom Su-34 và Su-24M, cũng như các loại máy bay khác. Nằm trong đội hình diễu binh của không quân Nga, các máy bay MiG-29 sẽ bay hộ tống cho máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không IL-80.